Hello everyone, welcome to my channel. And I have a shell dried water hyacinth. On Etsy.com, last shop, last copy card. And list links below for buying this product and material. Thank you very much. In this video, I will show you to tie the small braid. Large braid. The three strand hair braid. It is called just because it is often braid hair. And hello, xin chào cả nhà. Thì rất vui được gặp cả nhà lại thêm một cái video này nữa ha. Thì hôm nay em sẽ hướng dẫn cho cả nhà đan cái bính ba như thế này ha cả nhà. Bính ba bằng lục bình nè cả nhà ơi. Đó. Cả nhà nào biết rồi thì cả nhà cứ quan hệ bỏ qua cho mình ha cả nhà. Còn những người nào chưa biết thì cứ theo xem cái video của mình để biết cách làm của mình nó như thế nào ha cả nhà. Thì bây giờ muốn biết là cái bính ba là được làm từ những lục bình và cách nấu như thế nào thì hãy là xem hết cái video của mình ha cả nhà. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi làm cái bính ba này ha. See you the next video. Thank you very much. Thì video này chúng ta đã kết thúc thì hẹn các bạn lại có những cái video kế tiếp nha cả nhà. Và mình xin chúc các nhà có một ngày vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Thì bây giờ chúng ta sẽ tạm biệt nha. Bye bye.